sao. Ơi, ở đây kia. Nè, livestream rồi. Chào mọi người đã quay trở lại, chào mọi người đã đến với review GH. Nay mình sẽ tiếp tục chơi tiếp con game Layers of Fear. Nói chung là không dài dòng nữa, là bắt đầu. Hôm bữa thì mình đã ta tìm được cái mảnh ghép đầu tiên. Để mình hãng xíu. Ok, hôm bữa mình đã tìm được cái miếng ghép đầu tiên, đó chính là một cái mảnh da người. Da người nha bạn, đây là khô rồi, da người. Thằng da nhân vật này nó bị biến thái vẽ bằng cách dùng da người, và sau khi dùng thì nó sẽ ra thành hai con hồng hạc. Mình không biết lý do là cái gì cả. Có cái gì những giấc mơ rời rạc á, không có. Rồi tiếp rồi được lắc nữa, sao mình đi thế, nó nhạc nó nổi lên ta. Ok, ô đi thang máy. Nhà này có thang máy hả? Ngon, ok. Nhà thiết kế xịn đấy. Okay. Lên. Rồi đi đâu? Oh fuck, ai vậy? Thôi, ok, mình đang ở chung với ai đó mình không biết. Thôi, xong tôi rồi. Chuẩn bị chạy rồi. Mình đang ở chung, cái tầng ở dưới là có con gì đó mọi người. Chết tôi rồi. Cho tôi đi lên nữa được không? Cho. Căn phòng không mở được, phòng này không mở được. Rồi ở dưới đây không, một cái bình đỏ. Không mở được luôn. Sao cái cửa nó mở vậy? Nó không cho mình đi, nó còn vô cửa đó rồi. Nó mời gọi quá. Chị ơi. Ai hả? Oh fuck, có con gì vô trống kìa.
sao quen quen ta? Ngày em bé là ngày ư? Hello. Đóng nha, đừng có đóng nha. Như nó vừa thay đổi cảnh quan phải không? Ai đi chơi đàn vậy? Có cái gì đó nó thủ thị vô tao mình kìa. Chị chơi đạn trong đó nha, đi đi. Nó bị cười giật rồi. Nó bị cười giật. Bả đạn hả? Why did you stop? That dude was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Ông chồng nói là em yêu sao em lại dừng như vậy. Cái giai điệu nó đang hay mà. Làm ơn hãy cố gắng đàn thêm một tí nữa. Ok. Sao chị ấy bị nhòe vậy? Sao những cái họa tiết này rất là đáng sợ vậy? Thôi, à. Nghĩa là ông nói là hãy cố gắng đàn thêm một tí nữa để anh hoàn thành xong một cái phần trong cái bức tranh anh đang vẽ. Đừng để anh phải van xin van lạy chế. Hello sáng. Ok, tiếp tục continue. Bây giờ mình bỏ cái cửa này mình đi luôn được không? Cho không cho là không cho. Cái gì vậy? Ơ gì vậy? Rồi. Đi lên à? Cái gì đây? Ăn trái à? Sao nghe tiếng lửa trái ta? Why am I here? The sound of a fire is going on here. Đang trái à? Đang trái, đang trái. Đang cháy nhà, cháy nhà. Cháy nhà rồi bà con ơi, cháy nhà rồi. Yolo, té, té. Té không? Té. Không té. Không té. Đừng có gì ở hụt tôi nha. Sợ lắm à. Tiếng gió nó rùng rợn vậy ta. Cái gì vậy? Có con gì á? Con em bé á? Ủa ba? Không vui đâu.
thấy bắt đầu nổi da gà nha, sợ rồi đó. Gì đây? Con nào đó bị treo lộn ngược lên nhờ mấy ông đó ngồi vẽ. Ừ, chuột, bảy chuột, nghe cái chuột chứ không có con chuột nào hết. Make up your mind, hãy quyết định đi. Ok, đã quyết định là ba, quyết định là tôi phải cuốn xéo ra khỏi đây, không muốn ở đây một tí nào cả. I don't want to stay here anymore. I have make up my mind. Gì đây? Ồ, cái triệu chứng bệnh nữa. Rồi vậy là liên quan tới ông vợ bà chồng nè. Thôi lộn, ông chồng hoặc bà vợ. Ừ, nữa là cái phòng này nữa, trời ơi, đừng, thôi đi về, mở cửa cho tôi về, trời ơi, tôi không muốn về tí nào, tôi không muốn vô tí nào cả, cái con đầu nai đó nữa, đừng hù tôi nha ông nội, tôi sợ rồi đó, ê đừng hù tôi nha, tôi sợ lắm mà. Hello, kê bật đèn cho sáng sủa rồi, con tắt điện không? Yeah, baby. Whee! Qua đi cậu. Không hù nữa nha. Coi đi vòng có gì không? Ồ, cái gì vậy ta? Mình chưa đụng nó tự mở kìa. I'm watching you. Tôi coi chừng tôi đó. Gì vậy? Sàn nhà sập à? Gì đây? Sao gỗ bay lưa vậy? Ông làm không? Cảm giác bức tranh này là hai người đó, kiểu nó bị lơ cái màu đi, thành ra tới tận thứ hai ông luôn, nghe nó sao sao á, không đi khác được. Đây nè, giọng nói vậy gọi tôi nè, cho tôi vô phòng này đi, trời ơi, tôi vô đây à? Thôi tôi muốn vô đây, tôi muốn vô đây này, rồi nó phải gọi nữa nè, make up my mind, make up your mind, tôi quyết định rồi, tôi vô đây, tôi muốn vô đây. I want to go in here, please let me in, let me in. Mấy anh mấy chị ra hộ nha. Rồi xong nó khóa tôi luôn rồi. Anh ơi, đừng làm. Cái gì vậy? Ông che, lấy tay ông che miệng hả? Tao lau, tôi có hôi khúi gì đâu. Đồ. Hả? Oh fuck, bức tranh nó bị tan chảy. What the fuck?
cái gì đó mình không biết. Be undo cái gì đó không thể làm lại được. Oh fuck, cái gì vậy? Con kia đó. It cannot be undone. Không thể nào làm lại, không thể nào gọi là làm lại được nữa. Oh, sao cái phòng. Oh fuck. Sao nó tan chảy vậy? Nào đốt nhà hả? Oh. À, thế giới trong gương ghê vậy. Ủa, nên mình đâu thấy có gì trái cây ở đâu. Người ta có táo, nho, cam, quýt, rồi chuối, nho xanh, nho tím. Tôi vô lại được không? Ôi không, một cái dãy nhà. Con chó đang sủa hả? Trong bức tranh nó đang sủa hả? Kiki. Hello. What the fuck? Cái chết đang thôi là cái bộ xương luôn rồi. Trời ơi. Ôi không, nó chết cháy luôn rồi. Con mẹ với con chết cháy cả hai luôn rồi. Lời nói vậy gọi. Lời nói chỉ dẫn tôi tới đây. Nó đâu? Thứ chứ tôi còn tìm đâu. Good boy. Good boy. Good và trái mẹ luôn. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Để đứa bé có thể có người chơi. I just bought us a dog. Chúng ta mua chúng ta con chó. Ông chồng chơi mít dậy. Đi nhóc nhà vuốt một con mèo để chơi chung. Không, ông làm đi có lối đi riêng. Ông mua con chó. Hay lắm. Cái gì vậy mà nó màu nó tối thui vậy? Tự nhiên đột nhiên nó sáng chân vậy. Tôi kêu cái gì vậy? Lại mày nữa. Cái ghế lắc lư. Trời ơi, mày là ai? Sao mày đi theo tao? Ủa, má ông đâu rồi ta? Má ông đây, ông không có mắt luôn. Ôi trời ơi, ngã rẽ cuộc đời. Tôi đi hướng nào đây? Trái phải đi thẳng hay quanh về? Mà nó có cho quanh về đâu. Trời ơi, không được rồi. Rẽ phải không được, rẽ trái cũng không cho, rồi đi thẳng luôn. Trời ơi, không có hai gương mặt kìa. Sao thằng cha nó cũng hai gương mặt vậy? Hôm nay cũng vậy luôn. Cái điểm đặc biệt là hai gương mặt có một cùng một con mắt chính giữa. Bà này cũng vậy luôn. Đừng ai hù tôi nha. Oh fuck, cái gì vậy? Hả? Lại ông nữa.
Em lại với anh, lại với chị, trời ơi, hù gì hù ác vậy? Trời má con chuột. Quỷ sức à. Còn ông nữa, ông hù tôi hoài à. Ông biết lớn, ông biết nhỏ, ông hù tôi. Con chuột nó chạy. Theo như định luật thường lệ thì chúng ta sẽ phải đi theo hướng con chuột vừa đi. Được không? Đi hướng ngược lại. Chính xác. Họ bên kia coi thử có mở được không? Trời ơi, bên nào cũng mở được, biết đi đường nào. Đi. Trời ơi, make up vô mai. Rồi xong, đi hướng nào đây? Bên này có gì không? Ủa, cũng khác nhau, có khác mẹ đâu. Ủa, đi hướng nào? Đi hướng con chuột hay đi hướng của mấy ông nọ này? Tao này hướng không? Thôi, đi hướng ngược lại, chắc cũ nhất. Vô hướng này. Oh fuck, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà tắt đèn rồi đèn ngớ vậy? Cái gì vậy? Anh mới chị được hụm nha. Vô luôn. Cái gì mới ngớ vậy? Vô luôn. Tôi nhớ ông đó. Vô cái này phải không? Không cho hả? Rồi tôi đi. Nó bơi rồi kìa. Vô à? Cái gì vậy? Lại ông nữa, sao ông hoài vậy? Không ai đây. Ngày 4 tháng 6. Tìm thấy cái bộ sưu tập những cái chai rỗng của anh ta. Tôi phản ứng rất là tệ. Rồi sao ta? Tôi biết nó khá khó khăn cho anh ấy, nhưng mà gì vậy? Ai vậy? Rồi ai vậy? Đừng 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 đừng, gia bt của nó sai. Không 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 không, có ai trong phòng cả. Không không, đừng 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 anh ơi, anh Mai, đừng đừng, bình tĩnh bình tĩnh. Cái gì mình giảng hòa với nhau nha. Đúng rồi, đi đi, không qua trong này đó. Cái phòng không có, cái phòng tối thui, không có một tiếng động gì cả. Thấy chưa, em đi nhẹ nó khẽ cười duyên, em không có làm cái gì cả ha. Ok anh. Ủa đâu kêu mẹ bức thư rồi? Bà nội cha nó. Con gì á mọi người ơi, con gì á? Trời ơi. Cái gì mà nó một đống màu vậy? Hả? Là ông hả?
ơi, đứng ngủ đi ông nội. Trời ơi. Trời ơi, nó ra cái con hình con, cái đầu lâu của con dê quỷ sa tán. This house is absolutely amazing. Ở nhà thật tuyệt vời. But those stairs. Từ những cái cầu thang đó. Nhưng mà chúng tôi carry me to the bedroom once we move in. Anh nghĩ anh phải anh nghĩ là em phải dìu anh về giường mỗi khi anh đi. Ồ, hôm này bị tật cái chân rồi. Này chắc cây gãy vào ổng nè. Đầu tiên ba. Trời ơi, là một căn phòng nhỏ bé xinh xinh nữa. Ôi trời, nó bắt buộc đóng rồi. Lời nó phải gọi tôi đâu đây? Đây ư? Cái gì đây? Honey, what in the world are you doing? Em làm gì vậy? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Em làm gì với cái đàn vi lông này vậy? Em đang cố gắng gọi là tự chấm cầm mình ư? Em phải cái này nó không chẳng đi đâu đâu em. Vậy đó, mọi người thông cảm nha. Đây. Cái gì á? Khoan từ từ. Từ cái mấy ông nội. Coi phòng này có gì không trước khi chơi nhạc. Thường là nhạc nó có gì đó nó sẽ ra lắm. The time lay it's the bastard can't afford a new one. Why the damn leg? À, là cái chân của ông chồng hả? Cái chân nó bị mục vậy gì hả? Chân bị mục. Khổ ông chồng. Khổ. Thì chắc là bị mất chân rồi, chắc hồi đó là đi lính hay gì hả? Ghê, chơi nhạc. Quay sao? Ồ, có cái gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Ủa? Sao phòng tay chả vậy? Ủa, cái gì vậy? Cứ đây về hiện trạng ban đầu. Trời ơi, cái này thần kỳ quá. Ôi, ông bố của Doraemon ư? Ok, giờ mình chơi ngược lại nào. Rồi, chơi ngược lại. Yeah, tiếp. Yeah. Dạ, bất dịch. Rồi, lan từ rồi. Đi chạy luôn. Ê, chưa hết nha, chưa hết nha. Nó còn biến đây nha. Nhà làm game hơi hơi điêu nha. Nè, nè, thấy chưa? Nó còn cái biến đây nè, thấy chưa? À.
I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Lột máu hả? Ông mày ổng lấy cái gì chọt cho cái cuốn họng ổng xong rồi ổng làm cho đổ máu đầy miệng xong rồi cái ổng đút cái họng ổng vô cái ống đó đó xong để cho nó đổ vô cái lọ này nè. Trời ơi cái gì vậy? Trời ơi, người đàn ông đang đè người đàn bà. Họ tính làm gì đó? Tôi không biết. Là bức tranh huyền bí ấy. Này chắc thu thập những cái miếng giấy đồ. Stop looking at me like that. Nhìn anh như vậy nữa. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Tập trung vào công việc của anh thôi, chỉ như vậy thôi. Thì đôi khi chúng ta mệt thì bị stress quá thì mệt mỏi thì chúng ta cần tí rượu như ông chồng này thôi. Rồi tiếp theo của mình là gì? Trời ơi sao đó, sao tay chảy ra vậy? Nó ra con gì vậy? Hả? Con gì vậy? Bò cạp hả? Cái đuôi nè. Con gì đây? Con hả? Nó mở coi cái gì. Mở coi. À, ông nói ông cần một cái lọ và một cái ống nhựa. Ông hút ra trước đó và ông biết cách gọi là lấy cái ga hay gì đó hoặc là xăng gì đó không biết. Nói chung biết cách làm á. Vậy như mục đích con game này là chúng ta phải hoàn thành cái bức tranh này phải. Chúng ta mới tìm được có 2 mảnh. Và còn 4 mảnh nữa. Ôi, là tiếng nhạc du dương. Bên này chặn lại rồi. Thì bên này gì? Ồ, gương mặt mới nè, ông này mới nè. Gì ba? Trời tôi có làm gì đâu, làm gì căng vậy? Trời tôi nhìn cái đàn thôi mà. Cần làm căng vô ông nội. Căng rồi nha. Đi đây. Bla 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 bla. Thôi tôi lười đọc quá, mọi người tôi đọc đi. Gì? Ông muốn làm gì? Nhìn cái đàn ông xíu thôi mà ông làm gì căng vậy hả?
Trời ơi sao cái phòng tối thui vậy? Thôi. Hả? Rồi thôi tôi đi lùi vô. Sởn da gà nè, chỗ mọi người coi nè. Sởn da gà đi. Trời ơi chị ơi, chị làm gì vậy? Trời ơi. Vô luôn. Hả? Hả? Ủa vậy? Ủa? Ủa? Cái gì? À bị chặn rồi. Ủa, đây đâu tôi đây? Một bức tường. Tôi không ra được. Không. Ồ phật cái gì vậy? Ai đó? Ai đang đó đấy? Hello. Trời ơi, bà treo cổ tự tử rồi. À không phải. Con búp bê. Phòng ai đây? Trời ơi. Hả? Ủa? Quá. Ơi sợ nha ba. Trời ơi, cửa không mở được. Làm gì cục sốt gì vậy ba? Alo, cho kia có ánh sáng đi. Trời ơi, tối thui, tối hủ à. Tối gì hủ lúc vậy? Căn phòng bến thương. Rồi, tôi đi đâu nữa đây? Trời ơi, nó thành một đống sách luôn rồi. Cửa này chăng? Khoan từ, quanh kia cái đã. Thằng mù, thằng ngu. Đơn liệu. Khoan từ, quanh kia cái đã. Qua đây chơi vui hơn. Rồi xong rồi. Xong tôi rồi. Trời ơi. Bắt tôi đi xuống nhà rồi. Đóng sách gì đây? Sợ nha. Kìa. À nên hết hết đèn, hết đèn rồi. Hả? Gì tiếng chuông hả? Bên này anh chị ơi, cho em hỏi cái điện thoại bàn đâu vậy anh chị ơi? Hỏi anh này thôi anh ơi, anh biết điện thoại bàn đâu anh? Nhìn mặt cha này bơ phờ chắc không biết rồi.
Các bạn vừa thấy cái gì mình thấy cái bạn vừa có vừa thấy cái gì mình vừa thấy không? Cái điện thoại nó từ dưới đất nó bay, nó tập hợp tất cả bộ phận lại và nó bay lên trời. Ông nội á. Rồi xong rồi. Vòng tròn vô tận rồi. Kiếp sai lầm rồi. Hả? Rồi sao bấm chuông. Bà rảnh quá. Lúc nào không cắt cái gì điện thoại. Mệt ha. Trời ơi. Chiếc sai lầm không. Rồi giữ ba lên nè, ba lên. Mở tiếp. Thế tay bà che hoài. Trời ơi. Tôi đi thêm vòng nữa nha. Trời ơi, đồ rung rồi. Ủa sao nó cứ đi hoài vậy ta? Bác sĩ rồi đó gửi cho mình. Chiếc sai lầm. Họ ba lần. Ủa là đi ngược lại hả? Ơ à. Ủa tại vì cái yes, hello. Và từ sau cái gớt nữa. Trời ơi. Hello. Nó đi. Cái gì? Lửa nào? Còn lửa nào? Oh god. Ôi không. She... Có phải cô ấy? Which hospital? Ở bệnh viện nào? I'm on my way. Tôi đang tới đây, ở trên đường tới. Trời đất mẹ ông làm cái giống ông gì mà cái đống bức tranh của ông để cho con vợ ông nó bị cháy rồi nó bị đâu. Bỏ tay ông chồng thiệt. Làm cái giống ông vậy, phải không anh? Đúng không? Cái ông nhân vật này, ông chồng này ông tệ bạc. Tệ hại. Ui. Hả? Reckless memory. Những ký ức không bao giờ được lãng, không bao giờ lãng quên nữa. Reckless memory. Theo mình biết là ở những cái khu vực lãng quên. Ờ đi vô. Trời ơi. Gì vậy mẹ? Trời ơi bà đứng bà hù. Bây giờ tôi làm gì vậy? Nhìn thấy ư? Thấy cái mẹ ở đâu tôi nhìn? Hả? Gì đấy? Trời ơi con chuột mà nó mới nó đục biến thành một con dơi luôn. Ê sợ nha ba. Cái này sợ nữa. Game này vô luôn nè. Hello. Hello hu. Cái gì vậy? Ê bảy nha, bảy nha. Tự nhiên
chị sao chị à, em biết rồi. Trời ơi bà tới kìa. Bà khóc kìa trời ơi. Cho tôi vô. Ok. Chỉ cần bật đèn thôi. Ok. Chúng ta chỉ cần bật đèn. Điều nhất là cần bật đèn thôi. Hy vọng chính là kẻ hủy diệt tâm trí à. Ủa là sao? Quá gì tâm trí? Tào lao. Đi xuống nha. Đúng rồi, tôi đi xuống à. Gì đấy? Khoan từ, trước khi mình đi vô cái gì? Abandon hope while you can. Hãy từ bỏ hy vọng khi ngươi còn có thể. Mắc gì tôi không được. Bla 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 bla. Đó là một căn phòng trống không nữa. Tôi không vào đâu, trời ơi. Cho tôi đi vô, tôi đi về. Cho em đi xuống đi anh ơi, trời ơi. Cho em đi lên đi. Trời ơi, nó không hoạt động rồi, trời ơi. Rồi xong tôi rồi, đời tôi bế mạc. Rồi gì nữa đây? Trời ơi, nó to thui à. Ngồi đợi xíu. Mày thấy sáng đỡ rồi chưa? Tôi là tôi bị đuôi rồi đó. Trời ơi, con chuột chết tiệt. Đây là hầm rượu nè. Chuột nè. À rồi. Lý do sao bà vợ bà đi chết cháy rồi. Trời đất mẹ ơi. Đóng đủ ở đây mà hết chuyện rồi. Trời ơi cái nhà tắm. Dạ em không vô nhà tắm đâu mà. Nó tắt đèn. Đi ra. Trời ơi có con gì nó trầu nữa kìa trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi một con búp bê. Thôi tôi đi đây. Để chơi. Để chơi nữa. Đi. Đi. Thôi tôi vô. Tôi vô. Mọi người chúc tôi hạnh phúc. Baby ơi. Nó chìm rồi. Nó chìm xuống rồi. Trời ơi. Húp mặt vô. Húp vô. Húp cái mặt vô. Hít vô. Hít mùi hương của em bé. Trời ơi. Nó còn thấy chiếc bản thân tôi nữa. Giờ tôi đang hơi đang thu thù lùi à.
Dạ la 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 la, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì sáng vậy? La 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 la, tôi không nghe cái gì cả, tôi không đi đây, tôi đi đây, tôi đi luôn. Trời ơi, lại căn phòng đó nữa, thôi. Trời ơi. Vô luôn. Trời ơi. Bức tường. Bức tường. Bốn biển đều là tường. Tôi vô tù rồi mọi người ơi. Trời ơi. Tôi khâu khổ quá. Trời ơi, quỷ Satan. Trời ơi, đường xoắn ốc. Ôi thật kỳ diệu. Ông này phê đá rồi. Thật là kỳ diệu. Phê đá tới cực đỉnh. Trời ơi, lại xuống hầm nữa trời. Thôi. Ôi trời ơi. Ok, tôi xuống đây tôi làm cái gì đây? Lại cái đàn. Cái đàn. Cái đờn. Cái đờn, cái đàn. Trời ơi, đây là cái nơi mà tôi té sắp mặt liền đây. Tôi té, tôi rớt vào cái bạch xuống đây xong rồi bị ông kia ông hù cho té đái. Cái hai kìa. Ông hù tôi té đái xong rồi tôi đã đờn nha. Ôi nó cháy luôn. Trời má, nó không trọng lực luôn rồi. Khá là chill. Cái nến nó vẫn quay vòng vòng. Thì ông nội thì đang đờn cái ông. Cái gì vậy ba? Cái đời vô dẹp mà. Trời ơi, cái gì nó to thui vậy? I needed to remove the flesh from the bone. Tôi cần bỏ At cái phần thịt first, I vào was cái lost as to how, chúng but tôi then cảm I thấy là sawed it off with a tìm handsaw, cách nhưng mà boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. anh cha này biến thái của bệnh hoạn cũng nặng lắm nè. Trời ơi. Thôi tôi đi. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt. Chào tạm biệt và quý thắng. Tôi đi. Tôi lên. Tôi đi cày nhắc kìa. Đúng rồi, nhưng mà mình bị mất mẹ cái chân rồi. Trời ơi. Con gì vậy? Cái gì nó không ra cái gì á, ra cái giống gì á, nếu như mày thất bại thì sao? Rồi cùng mèo bị à.
bà biết nữa. Ok, mình sẽ dừng tại đây và mình sẽ tiếp tục xuyên tiếp con game này vào buổi sau. Hy vọng mọi người thích cái buổi xuyên này của mình. Game tên gì vậy anh? Con game này tên là Layers of Fear, những bức màn của nỗi sợ hãi. Thì mình biết là vậy đó. Hay mình nhớ là nó có cả phần 2 nữa, nhưng mình sẽ chơi cho sau khi mà mình xong cái này. Hẹn gặp mọi người trong buổi stream lần sau. Mình sẽ tiếp tục lại con game này xong hết. Tí nữa mình sẽ xem con game khác, nó nghe khá là hay, mình cũng thích nữa. Game cũng được dạng là bố đời. Ok, hẹn gặp mọi người trong buổi stream kế tiếp nha. Bye bye.